Cũng trong chiều nay, đoàn kiểm tra số 1 thuộc Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thành phố Đà Nẵng đã có buổi làm việc và kiểm tra kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở Đảng bộ Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng. Báo cáo với đoàn kiểm tra, đại diện Sở Công Thương thành phố cho biết, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền gắn với việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ của sở. Công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền được tăng cường, các thủ tục hành chính được thường xuyên rà soát, đánh giá, đơn giản hóa. Mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 đều được duy trì ở mức cao là 99%. Tỷ lệ xử lý đơn thư đạt 100% và không có đơn thư tồn đọng kéo dài. Tinh thần thái độ làm việc của đội ngũ công chức viên chức người lao động được nâng cao theo hướng dân chủ công khai minh bạch. Đoàn kiểm tra đã dành nhiều thời gian trao đổi làm rõ hơn việc thực hiện dân chủ cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, kết quả thực hiện gắn với công tác dân vận cải cách thủ tục hành chính, tác động của việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và đời sống cán bộ công chức, cũng như các giải pháp thực hiện của sở trong thời gian đến. Trước đó, đoàn cũng đã kiểm tra kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại hai đơn vị trực thuộc Sở Công Thương thành phố là Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại, Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng.